Xin chào tất cả các bác nhé. Các bác ơi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác các mẫu dao chống dính của bên em nhé các bác nhé. Các bác đang nhìn ở trên bàn mình đây ạ, để có tất cả là 6 con dao mặt đều chống dính nhé. Đây ạ, các bác nhìn thấy đây ạ, mặt chống dính và tất cả là khâu đồng đỏ và gỗ cầm chỉ đây ạ. Khâu đồng đỏ thì mình cho lên con dao ấy các bác ạ, nhìn nó rất là có một cái vẻ đẹp rất là độc đáo. Đây ạ, đây nhá các bác nhá, 6 con dao, tất cả các mẫu bản chống dính hiện tại của bên em. Đầu tiên nhá các bác ơi, đấy là con dao thật xương. Đây ạ, các bác nhìn thấy đây, đây là mẫu dao, mã sản phẩm của nó là DCX05DD. Con này là chuyên để chặt xương to như xương ống, xương bò, xương chân giò, xương thủ nhá các bác. Đây ạ, một mặt của nó sẽ đánh chống dính có hoa văn đây, mặt một bên là mặt như này. Kích thước của nó thì con này dài lưỡi của nó là 22cm nha các bác. Lưỡi dài 22cm đây ạ. Và độ dày của nó sẽ rơi khoảng 5-6mm. Tại vì là dao bên em thì rèn thủ công thì cái kích thước của nó ấy, thì nó sẽ có sự sai lệch một chút. Nó sẽ không được chuẩn 100% nha các bác nhé. Đây ạ, dày 6mm. Và con này nó nặng sẽ nặng khoảng từ 800-900g. Đây, chuyên để chặt xương to. Và cái bản rộng của nó này, bản rộng của nó sẽ rộng khoảng 9cm nha các bác. Cái bản rộng 9cm, dài lưỡi 22cm, nặng 800-900g nha các bác, chuyên để chặt. Thì con này ý, để là một con để dùng trong gia đình ý, để nó rất là hợp lý để chặt chặt những con to, xương to. Đây nha các bác nhé, mặt chống dính. Đây, tiếp theo các bác nhìn thấy đây ạ, cái bản dao pha luông. Bản dao pha luông đây, con này nhá các bác nhìn thấy nhá, đây hai con này sẽ giống nhau, hai con em đặt bên cạnh là sẽ giống nhau. Thì được các bác mẹ, con đầu tiên này nhá, con đầu tiên này nó sẽ dài lưỡi của nó sẽ khoảng 21cm, đây lưỡi 21cm, và con này nó dày khoảng 3.5-4 ly các bác ạ, 3.5-4 ly. Con này thì mình chặt gà này, chặt được xương sườn nhá các bác, xương sườn và chặt gà, chuyên để chặt gà và xương sườn ạ. Cũng đều có một mặt chống hoa văn chống dính, hoa văn này vừa có chống dính và vừa tạo cái điểm trang trí luôn. Đây, con này thì nặng khoảng 600-700g nha các bác, chặt nó rất là đầm tay, chặt rất là đầm tay đây ạ. Tuy nhiên thì con này để mà mình thái thì nó sẽ khó hơn một chút, mình vẫn có thể thái được, tuy nhiên là bản nó hơi dày, dày nó dày khoảng 4 ly thì mình thái thì nó sẽ không được ngọt bằng cái con mà nó mỏng. Là cái con này nó cũng kiểu hình dáng giống như con này y xì nhá các bác nhá, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn. Đây ạ, đây là cái con này, con này là chuyên để chặt gà và thái đấy các bác, chuyên để chặt gà và thái. Đây, chặt gà và thái này. Con này là nặng, dài lưỡi của nó sẽ là 20cm này, rộng khoảng 8-9cm con này ấy, các bác ạ. Tại vì là đấy, như em đã nói rồi, rèn thủ công thì là sẽ không được chuẩn chỉ 100% về cái kích thước, nó sẽ có sự sai lệch. Đây, con này sẽ dày 2,5-3cm nhé các bác, 2,5-3cm là chuyên để chặt gà vịt và mình có thể thái được đấy. Con này nặng khoảng 500g các bác ạ, 500g, nhẹ, nó nhẹ. Cái này là nếu mà dùng cho các chị em phụ nữ trong gia đình thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì là nếu mà các anh cầm ấy thì 500g đối với các anh thì nó sẽ không được đầm tay lắm. Đây, và mình cũng có thể thái luôn, chặt gà với thái, chức năng chính của nó là chặt gà. Và mình cũng có thể thái, tại vì là 3 ly thì nó, 2,5-3 ly thì nó cũng không phải là dày quá đâu các bác. Đấy, đây nhá các bác nhá, các bác. Ở đây thì nó sẽ có thêm một cái lỗ ở đây này. Đấy, hai con này nó sẽ có thêm một cái lỗ ở đây. Thì mình dùng xong rồi mình có thể treo, tiện mình treo lên luôn. Đó, đây các bác. Đấy, bên cạnh đây nhá các bác ơi, bên cạnh đây đó chính là một con dao chuyên thái bản vuông. Đấy, con này là con dao chuyên thái bản vuông, cũng đánh chống dính, khâu đồng và chốt đồng, gỗ cầm chỉ, tất cả 100% là gỗ cầm chỉ đây. Đấy, gỗ cầm chỉ thì nó có vân, mỗi con lại lên một vân gỗ, đều đẹp nhá các bác. Nó sẽ không giống nhau về vân gỗ đâu, tại vì là gỗ tự nhiên và mình làm thủ công thì nó sẽ không thể mà giống nhau được về vân gỗ.
nhưng mà nó sẽ lên vân cũng rất rất đẹp. Đây ạ. Bản này nhá các bác, bản Thái này thì sử dụng trong gia đình nó rất là hợp lý, tại vì là bản này nó không quá rộng, nó cũng không quá bé, nó là vừa. Dài lưỡi của con này là 22 cm nhá các bác. Đây, dài lưỡi này là 22. Và cái bản rộng này nó sẽ là rơi vào 7,5 cm các bác này. Cái bản rộng này, đấy, 7,5 cm. Và nó dày khoảng 1 ly đến 1,3. Nói chung là để bọn nó có sự sai lệch, nhưng mà sai lệch đến 1,5 là dày nhất các bác đối với dao Thái. Còn con này thì nó sẽ rơi khoảng 1,3 cm, mm. Đấy, rất mỏng thôi, chuyên Thái thì nó rất mỏng. Đây, bên này là một mặt nhám, một mặt đấy này. Chức năng là chuyên Thái nhá các bác nhá, chuyên Thái không phải chặt nhá. Thái cực kỳ ngọt luôn. Đó. Các bác nên có một con như này để sử dụng trong gia đình. Thái cực kỳ ngọt. Đây ạ. Ok nhá các bác nhá. Tiếp theo đó chính là cái con dao. Con dao lọc Thái các bác ạ. Con này cũng vẫn có thể Thái được. Đây. Mà lọc cũng rất là tốt. Đó. Đây, vân gỗ này các bác nhìn thấy không ạ? Đó, vân gỗ đây. Đây nha các bác nhá. Lưỡi dài của con này là dài 21 đấy. 21 cm. Và cái bản rộng này của nó là khoảng 5,5. 5,5 đến 6 nhá. Tại vì có con nó sẽ là 6 cm, một con có con nó sẽ là 5,5 cm. Và sẽ rơi khoảng độ đấy các bác ạ. Đây, đánh trung bình đây. Đây, các bác nhìn thấy đây. Vừa trang trí này, vừa có chức năng là trang trí này, làm đẹp này, vừa chống dính luôn. Rất đẹp. Đó. Con này là chuyên Thái và chuyên lọc nhá, lọc Thái. Cái bản này thì mình vẫn có thể Thái được. Bản 5,5 thì nó cũng không phải bé. Là mình vẫn có thể Thái được những cái vật nó có kích thước nó không quá to. Đấy, vẫn Thái được, lọc được. Con này thì nặng khoảng 250g đến 300g các bác ạ. Đấy, nó rất là nhẹ thôi. Lúc mà mình cầm để Thái với lọc ấy, thì nó sẽ không lo là nó sẽ không mỏi tay đâu các bác. Nó không mỏi tay. Đấy. Đây nhá. Tiếp theo nhá, cái con này là cái con mà dao lọc cong. Đây ạ. Đây các bác nhìn. Cái hoa văn của nó sẽ là cái dấu XX này. Con này thì nó có hai loại hoa văn. Một loại thì nó cũng kiểu chấm tròn này nha các bác nhá. Một loại nó cũng có chấm tròn này. Và một loại nó sẽ là kiểu như này. Mã con này là G14X này. Chuyên Thái lọc này, Thái lọc này. Cái bản này thì nhìn nó rất là đặc biệt đúng không các bác? Cán ốp nhá, riêng con này nó sẽ là cán ốp. Cán ốp và chốt ba đinh này. Đấy, cán ốp cầm chỉ chốt ba đinh. Cầm nó rất là êm tay nhá các bác. Cán ốp thì cầm rất là êm tay. Chuyên để Thái lọc này. Lưỡi của nó dài 16 cm. Lưỡi dài 16 đây, bản đây, lưỡi này. Để mà Thái lọc, để cạo lông này. Đấy, cạo lông rất là tốt luôn. Đây. Con này nó dày khoảng 2 ly nha các bác. 1,5 đến 2 ly đi ạ. Cán ốp cầm, chốt ba đinh độc. Con này thì chỉ có cán ốp thôi các bác. Nó sẽ không có cái cán, nó có khâu như mấy con ở dưới này. Đây. Rồi ạ. Đây là tất cả những cái bản chống dính nhá các bác. Rồi mình cùng đây, mình cùng xem lại đây ạ. Đây là tất cả những cái con dao mà có đánh chống dính của bên em hiện tại. Là có đây ạ, 6 con như trên này. Đây. Các bác xem và tham khảo, nếu mà các bác mà ưng mẫu nào thì các bác có thể để lại số điện thoại ở dưới comment giúp em nhé. Hoặc là các bác liên hệ theo số điện thoại là 0987 240 733 nhé các bác. Các bác có thể gọi trực tiếp nhé. Các bác có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại 0987 240 733. Hoặc là kết bạn vào Zalo số này nhé. Số điện thoại 0987 240 733. Hoặc là các bác có thể lên trang web htxgiaophucsen.com hoặc giaophucsen.vn để mình tham khảo ở trên đấy.
Nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc đặt hàng thì các bác cứ liên hệ theo cái số điện thoại nhé, 0982407733 nhé tất cả các bác nhé. Đây ạ, các bác ơi, đây nhá, các bác đang xem video thì các bác ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ và follow bên em để khi mà có sản phẩm mới mà có một cái clip mới thì các bác sẽ nhận được thông tin và các bác vào đây và các bác xem nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ bên em nhá các bác nhá. Và những cái sản phẩm này của bên em ấy ở trên kênh của bên em ấy thì đã có test chi tiết từng con một rồi ạ. Đây là chị em chỉ giới thiệu sơ qua nhá các bác, giới thiệu sơ qua. Còn nếu mà chi tiết thì các bác có thể xem những video ở trên cái kênh của bên em ấy thì sẽ có nhá các bác nhá. Này, các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên em nhá. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc tất cả các bác có một buổi chiều vui vẻ. Xin chào tất cả các bác.